Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến gia tăng, để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân hạn chế dùng máy tính công cộng, mạng Wi-Fi công cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử, tiến hành mua sắm thanh toán trực tuyến tại các trang mạng uy tín có thông tin liên lạc rõ ràng. Theo đó, thì người dân cần tuân thủ các quy định hướng dẫn của các ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, đăng ký nhận tin thông báo thay đổi số dư giao dịch. Đối với mật khẩu truy cập dịch vụ giao dịch trực tuyến, cần đặt mật khẩu khó đoán, đảm bảo quy tắc an toàn, thay đổi mật khẩu thường xuyên và không sử dụng các tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động. Không cung cấp tên mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến, mã xác thực OTP qua điện thoại, email, mạng xã hội cho bất cứ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Gõ trực tiếp địa chỉ các trang web ngân hàng điện tử thay vì chọn đường link có sẵn, chỉ đăng nhập tại website chính thức của ngân hàng.